Xuống chưa? Xem lần sau còn dám uống nữa hay không à? Hả? Bảo, con đứng đây làm gì á? Hả? Để chạy đi đâu? Để... đi lấy giấy hả? nhìn mẹ cái gì mà nhịn? Hả? Con cứ chăm bố đi hả? Mẹ không dám đâu. À, đấy, lại vứt nhà rác ra đây rồi đấy. Con có giỏi thì con cứ chăm bố đi hả? Con lấy thùng lại làm gì á? Hả? Con lấy thùng này lại làm gì? Lại cho bố nôn này để làm gì? Hả? Nhặt rác bỏ vào thùng hả? muốn nôn đúng không? Đáng chết. Ai bảo uống cho nhiều? Hả?